Diễn viên hài hữu Tín hầu tòa vì ma túy. Dự kiến ngày 28 tháng 4, Tòa án Nhân dân quận 8 sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm với bị can Trần Hữu Tín, 36 tuổi, tức diễn viên hài hữu Tín về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bị can Nguyễn Hoàng Phi, 33 tuổi, làm nghề chỉnh nhạc DJ về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo truy tố, sáng 11 tháng 6, Công an quận 8 đã kiểm tra hành chính tại một căn hộ của chung cư Giai Việt, phường 5, quận 8, phát hiện 6 người có dấu hiệu sử dụng ma túy nên đã đưa những người này về trụ sở làm việc. Qua test nhanh, công an xác định diễn viên Hải Hữu Tín cùng 2 người khác có kết quả dương tính với ma túy. Tại phòng ngủ của căn hộ, công an phát hiện 2 gói ni lông chứa 11 viên nén, một dĩa sành chứa tinh thể màu trắng và nhiều dụng cụ, loa nhạc phục vụ cho việc sử dụng ma túy. Qua giám định, tất cả đều là ma túy. Căn hộ này là do Hữu Tín và bạn gái thuê để ở cùng. Hoàng Phi cũng ở một phòng khác tại đây. Theo lời khai của Hữu Tín, từ tháng 4 đến thời điểm bị bắt, Tín cùng bạn bè thường xuyên tụ tập tại một quán bar ở quận 1 để bay lắc. Tàn cuộc chơi ở quán bar, Hữu Tín cùng bạn bè đưa ma túy về căn hộ tiếp tục sử dụng. Riêng về số ma túy bị công an phát hiện tại căn hộ được làm rõ là của Hoàng Phi. Phi khai, giữa tháng 5 năm 2022, Phi cùng bạn đi hát karaoke ở quận 5 và gặp một người đàn ông tên Andy chưa rõ lai lịch. Andy bỏ ma túy ra cho mọi người sử dụng. Khi ra về, Phi thấy còn dư ma túy nên đem về cất tại phòng ngủ, chờ có dịp mời bạn bè về sử dụng. Tối mùng 10 tháng 6, Tín cùng bạn gái và một người bạn khác đi ăn khuya, sau đó rủ thêm Trần Thanh Tâm, 34 tuổi và Dương Ngọc Thái Huyền, 18 tuổi đến ăn cùng. Sau đó Tâm đến trước, còn Huyền báo sẽ đến thẳng căn hộ nơi Hữu Tín ở. Rạng sáng 11 tháng 6, cả nhóm đi về căn hộ của Tín. Một lát sau, A và T đi ngủ. Lúc này, Tín mở cửa phòng vào phòng của Hoàng Phi thì phát hiện có một đĩa sành chứa ma túy và viên nén nên đã cùng Tâm sử dụng. Một lúc sau, Hoàng Phi đi về thấy vậy nên đã mở nhạc tạo hưng phấn cho Hữu Tín và Tâm. Gần 4 giờ sáng 11 tháng 6, Huyền đến căn hộ thì Hoàng Phi đưa ma túy cho Huyền sử dụng. Sự việc chỉ được phát giác khi lực lượng công an bất ngờ tới kiểm tra.